Xin chào các bạn, mình có đi đâu thôi kệ. Đây chính là một cái này, có hình con khủng long. Mình cũng có thêm một cái có hình con khủng long nữa. Ta ta, đẹp không? Ai thấy đẹp dưới đây? Thôi kệ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn mẹ mình đang ăn cái gì. Lại quá. Mẹ ơi, cái này được không? Mẹ mình đang ăn mít. Ngọt lắm. Sợ lắm quá, ăn giúp đi. Hết kệ. Tiếp theo, lẻ qua nha. Tin là mình sẽ tổng kết hết luôn. Mình sẽ cho các bạn xem. Một cây bút máy. Cái bút máy này thì mình chưa giới thiệu cho các bạn người khác. Mình không biết nó còn quay mẹ. Để mình xem. Để mình cho các bạn xem mực của nó. Mẹ nhìn này. Nói đi. Mẹ bấm mực. Mẹ ơi. Nói bạn, nói xin cho các bạn. Các bạn ơi, chắc mình phải đi bơm mực rồi. Xem mình nói mẹ già. Thôi, bắt đầu. Đứng. Mẹ. Bơm mực cho ơi. Hết mực rồi, là bữa nào mua bình mực mới, mực bữa bể chứ không? Dạ. Thôi các bạn ơi, nhà mình đã hết mực rồi, thôi kệ. Tổng kết. Để hồi mình tổng kết. Tiếp theo. Cái này thì ai cũng không biết đâu. Là một cái mắt kiến. Mắt kiến này thì mình chưa giới thiệu cho các bạn đó. Đây nè. Đó, thấy chưa? Mệt thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tông màu nha. Ở hai cái quai này là tông màu đỏ, còn ở cái đường này là tông màu xanh, còn hai cái lỗ này là tông màu nâu đen. Các bạn ơi, đeo mắt kiến này là mắt kiến mát, còn mắt kiến cận thì mình không có. Nhưng mà các bạn ơi, đeo kiến mát sẽ chống được mặt trời đó, giống như cái này nữa nè. Cái này màu trắng, màu hồng. Và nó cả ở đây có màu tuyến tuyến. Thôi, cấp qua tiếp. Hôm nay đã quá à. Nhưng mà chưa đã. Tiếp theo mình chỉ sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đó chính là stickers. Sticker. Ai thích sticker thì các bạn hãy comment nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dán cho các bạn xem. Này, cái này dán một cái sticker vào đây cho đẹp nha. Mình cũng rất thích sticker, vì khi mình không biết vẽ mình dán sticker các bạn. Thấy không? Đó. Sau đó, nếu mà mình không có chuẩn đáy dục, các bạn có thể bỏ lại. Gạt nó lại. Bây giờ mình sẽ đỡ qua nó qua một bên. Tí nữa mình sẽ giới thiệu cùng tí nữa mình sẽ giải thích hết luôn cho mấy cái này cho các bạn biết luôn. Còn đây, đó chính là một ông cỏ sát Lego. Thì ai mua cho con? Ba mình mua cho. Thôi, bây giờ tiếp đến nha. Đây là một cái hộp tâm nhà mình sẽ răng. Nếu không có cái hộp tâm này, mẹ mình sẽ bị vô răng hết các bạn ơi. Xong rồi tổng kết lại đi. Nhiều quá. Rồi, bây giờ đến giờ. Tổng kết. Trước tiên là một cái hộp tâm. Thì nãy mình cũng đã giới thiệu cho các bạn và một cái mình đã dán sticker ở đây. Hộp tâm này nó viết Watson's Super Smooth Double Line Detail Floss Picks Super Smooth High Tension Low Friction Set Raston. Đó, đây chính là của cái hãng của cái hộp tâm này. Tiếp theo là một cây bút máy. Bút máy đúng không? Đây là một cây bút máy. Thôi,
Tiếp theo mình sẽ cho các bạn thêm hình một con Doraemon và những con Doraemon khác. Tiếp theo nó viết chữ Thái Uy là tên mình. Và nó có hình của Doraemon màu cam, nó có tông màu cam và một Doraemon đang mặc vỏ, quá cute. Đến là ông người cảnh sát. Ông người cảnh sát này thì mặc đồ màu xanh, cái quần xanh dương đậm, đồ màu xanh dương nhạt, có cái cà vạt ở đây, cái túi nè, hai cái túi, cái huy chương, rồi cái điện thoại với lại cái này cái gì, à dây nịt đó. Không mày ngầu không? Chô mắt kiếm thì nãy mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi, thôi bỏ qua. Tiếp theo đến được sticker. Sticker này thì có một bạn tên là Hana, bên phần trước mình đã giải thích cho bạn rồi, bạn đó rất là dữ. Mình phải nghe lời bạn đó mình mới được một cái đồ như vậy. Mà thôi, trước tiên mình sẽ nói với các bạn trong đây có tiếng gì. Thì trong đây toàn là tiếng Hàn Quốc. Thứ hai, cái tông. Cái tông thì màu trắng, màu xám nè, là trắng xám. Sẵn kể chuyện bạn Hana hôm nay cho các bạn nghe đi. Mà thôi không. Tiếp theo, con vẹt. Ai không biết về con vẹt có lên YouTube đi. Rồi các bạn gõ con xong rồi vẹt S nặng vẹt. Con vẹt mình tô đại mà nó có tông màu xanh lá cây, màu vàng, màu xanh lá cây nhạt, màu xanh lá cây đậm và màu xanh, màu đỏ và màu xanh dương đậm. Đó, hồi nãy mình đã làm được như đây rồi. Tiếp theo, hai cái này. Tờ giấy nào đâu mà. Về sớm. Ừ, cũng đúng. Tiếp theo, mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Thấy không? Ở đây nè. Thấy thì comment nha, nhưng mà nó hơi mờ xíu các bạn. Đó, đậm hơn rồi. Nhưng nó hơi ngố. Kệ luôn. Thôi, bây giờ tiếp đến là con khủng long này. Là khủng long trưởng trứng. Dạ. Ta. Cuối cùng thì các bạn đã quen cái này rồi. Bây giờ our time. Không phải school time. Đến giờ kể chuyện của trường học. Trước tiên mình kể chuyện đó chính là rút vào lớp của trường mình. Thì lúc vào lớp của trường mình, sảnh của mình bắt đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, với lại rửa tay, dung dịch. Xong rồi vào trường mình sẽ phải đi lên một cái thang bộ. Sau đó mình cọp các bạn đi lên thang bộ rồi, các bạn sẽ đi thẳng rồi quẹo qua bên này, chứ đừng có quẹo qua bên này các bạn ơi, là các bạn là mấy em lớp 1, còn ai lớp 2 thì quẹo qua bên này. Sau đó thêm một cái cầu thang lên nữa, các bạn đi lên xong quẹo qua bên này. Nó chỉ có hai đường này là quẹo qua phòng sách, còn đường này là quẹo qua lớp mình. Đi thẳng đến đường cuối đợi dép rồi đi vào cửa là đến lớp mình. Lúc ra sân chơi đi xuống thì ai cũng quen hết rồi, tại vì ai coi phim này đều là bạn của mình. Ghế tiếp. Là có trong trường này có mấy cổng thì hiện tại mình chỉ có được có người ta chỉ xây được có 3 cổng. Cổng 1 là ở sảnh chính, cổng 2 là ở đâu mình không biết nữa. À, cổng 2 cổng xe bus các bạn ơi, là cổng chính.
cổng 3 là cổng CPK. Chỉ có 3 cổng gọi tên. Mà thôi, tiếp theo mình sẽ đến với các bạn phim Conan. Bây giờ Conan là ai? Ai biết? Giơ tay. Ai không biết? Giơ tay. Nhưng nếu các bạn chịu thua, comment nếu mình biết. Rồi bây giờ mình sẽ nói Conan. Đó chính là CDG. CDG là ai? CDG. CDG rất đẹp trai, nhưng CDG không đeo mắt kiến đâu các bạn ơi. Thiệt đâu, CDG đã bị thu nhỏ lại. Xong rồi lúc mà cô CDG đi vào phòng của bác tiến sĩ, sau đó trốn do một cái chị rồi đó vào. Sau đó CDG thấy một cái mắt kiến, gỡ hai cái kính ra, sau đó đeo vào. Sau đó khi mà chị đó phát hiện được, chị đó hỏi em tên gì. Sau đó CDG không biết nói gì, nhìn nhà của quyển sách rồi nói là em tên là Conan, tên họ của em là Akawa Conan. Đó, chuyện Conan là vậy. Rồi thôi, tiếp tục. Đó chính là chuyện đố ai luôn. Người nói chăm mình là ai? Đó chính là mẹ chú. Trước tiên mẹ chú không có đeo mắt kiến, nhưng bây giờ mẹ chú ở ghế bên mình thì không đeo mắt kiến các bạn ơi. Rồi đeo mắt kiến cho mấy fan của mình biết đi. Đeo mắt kiến cho mấy fan của mình biết mẹ đeo mắt kiến. Rồi sao nó nói gì? Rồi mẹ chú sinh ngày mấy, tháng mấy? Mình chưa nhớ mẹ chú sinh ngày tháng 10. Mẹ chú sinh ngày mấy vậy? Thôi mình thì đang nói đề tài tự nhiên nói vô duyên quá à. 25 đúng không mẹ? 28. Mẹ mình sinh ngày 28 tháng 10. Vậy bây giờ 28 tháng 10, ai biết con gì? Thiên Bình, Marcus hay là gì? Mình là con Marcus. Marcus, mình lúc nào cũng giấu không cho ai biết bí mật. Cho dù là một viên kẹo, mình cũng chỉ còn lấy cuốn sách ra đọc, che người khác bằng cách dẫn nó lên, sau đó ăn kẹo. Thì tính của Marcus là vậy. Còn tính của anh Gia Pháp đó chỉ là cung thiên bình. Mẹ cũng cung thiên bình. Không, mẹ cũng thiên yết. Thiên yết thì rất là dữ. Thiên yết có cái tóc của thiên yết hình bọ cạp. Nhìn vậy thôi nha, thiên yết có thể di chuyển cái tóc đó và đập mình đó. Còn ma kết khi nó tức lên, nó biến hình con dê. Con dê. Ai thích dê? Mình thích dê. Thôi, tiếp theo đến lượt tiểu hội. Tiểu hội đó chính là Song Ngư, cung cá mập tước lên biến thành cá mập giống như Marcus. Rất là dữ đó nha. Album cung gì? Album gì mấy tháng mấy? 7, 14. 14 tháng 7. Không có cuốn sách mặt ngữ, không thể đọc được. Rồi giới thiệu album cho các bạn nghe đi. Xin chào các bạn. Vậy bây giờ tiếp theo đến được phần album. Album ngày mấy? Không biết thôi, giới thiệu album. Album là cái gì của con? Amber là ăn của mình thôi. Tiếp theo, ting, chị mật ngữ. Mẹ ơi. Thôi giờ hết đề tài thôi, bye bye bạn, ngày mai mình kể tiếp đi. Thôi tạm biệt nha, chào bye bye.